Chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người về một cái ngày bên mình chuẩn bị các cái mâm quà cho cô dâu chú rể. Thì trước đến giờ mâm quà vẫn là một cái thế mạnh của Video Wedding, và bên mình đã có thể nói là gần như là một trong những cái đơn vị làm mâm quà cao cấp trên thị trường mà được rất là nhiều người biết tiếng. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người một cái ngày chuẩn bị cho tiệc cưới cao điểm. Thì là có rất nhiều bộ mâm quà bên mình cùng làm một lúc, thì mọi người cùng theo dõi những quá trình làm và chuẩn bị các cái bộ mâm quà của bên mình nhé. Ngày mai là một ngày rất là cao điểm, thế nên là hôm nay là bên mình đã chuẩn bị rất nhiều bộ theo các màu khác nhau. Đây là một bộ đã làm xong rồi để sẵn đây. Ở trong Sài Gòn thì có một đặc điểm khác, ở Hà Nội là rượu với thuốc là thường dùng hai thôi, dùng số chẵn. Còn Hà Nội thì sẽ dùng số lẻ là 3 rượu 3 thuốc, Sài Gòn thì dùng 2. Cái này là thật ra là cũng like cả Hà Nội và Sài Gòn này. Chứ bình thường là nếu mà Hà Nội thì là dùng gọi là chát rượu với thuốc, còn trong Sài Gòn thì sẽ là trà với rượu. Nhưng đây lại thấy vẫn có cả thuốc, thì thật ra là cái này mình thấy là nó đang hơi like cả Hà Nội và Sài Gòn này. Về cái số lượng thì là ra theo Sài Gòn rồi, nhưng mà quy cách rượu với thuốc thì lại giống như miền Bắc. Những cái hộp này là hộp chè hoặc là bánh, hoặc là mứt sen, chè hoặc mứt sen sẽ cho vào những cái hộp nhỏ này. Cái hộp này là bên mình tự thiết kế và in lấy theo những cái mẫu riêng của bên mình. Đấy, để không có sự trùng lặp với các bên khác và nó đồng bộ về tông màu cũng như concept. Cái này là thật ra bên mình sau khi bên mình làm thì cũng thấy nhiều bên khác làm những cái mẫu tương tự này rồi. Có điều là nhìn hình nó không được nét và đẹp bằng nữa. Đến năm sau mình chắc mình sẽ ra mẫu mới riêng, để không giống nữa. Giờ mọi người ra phía ngoài xem nhá. Trời ơi, xin lỗi anh, nghe tay anh đã lâu nhưng bây giờ em mới được thấy mặt. Em thật sự. Trời ạ. Cái gì đã lâu? Em chưa biết chị mà. Ủa vậy hả? Đây là bộ chắp đỏ này. Em biết anh. Hoa đỏ chắp đỏ này thì nhìn thì thời gian nhìn thì nó sẽ hơi nặng một chút, nhưng mà nó cũng sang. Bây giờ có một cái đặc điểm là nếu mà cắm hoa đỏ này, có đặc điểm là nếu mà làm hoa đỏ này thì chỉ nên đỏ không thôi, chứ không nên là không nên cắm kiểu trắng với đỏ. Nếu mà hai màu trắng đỏ là hai cái màu đối lập nhiều ấy, thì là khi cắm đan xen vào nhau thì nó sẽ nhìn nó bị kiểu lổn nhổn ấy. Tức là về hình và về sắc độ là nó sẽ lệch nhau nhiều quá. Có cần sốt gì không nhỉ? Ăn trong có chuẩn bị hết rồi. Liên. Đây chị mang bê táo cam chứ. Cái này là cái chép lợn đúng không? Dạ vâng. Của đám nhà anh Thành đúng không? Dạ đám anh này rồi, đám Thành đúng không? Gì? Nhà hai đám sử dụng một cái này. Bê anh cái gì xuống nhỉ? Anh để bê cái chát lên xuống. Bê anh hoa quả xuống. À, bê chát à? Để anh cầm tấm này chứ. Đây, mọi người thấy nhé. Trong ngoài bày khắp nơi. Cái rác này cho vào đây không được ạ. Bỏ ra. Đây nha. Mà nó giống nhanh xinh quá. Nó cảm xinh ghê. Nó mới quay cái này. Mới xanh đỏ. Mới mở hàng đỏ lên đấy. Ơi xinh quá. Mà đốt lửa trên TV rồi. Mà bị dính thể quả đến tức quá. Thì đám kia là Linh đi này. Đúng không? Linh đi nhưng mà Linh không bê nổi cái này á. Nó mà sẽ nhờ được. Cái này là một chát riêng à? Hay là... Dạ cái này có thiện. Bộ chát này có thiện. Còn bộ chát em... Thế là mấy bộ tất cả nhỉ? 3 bộ à? Không, nhưng mà sao cái đấy màu lại khác nhau? Cái này là lục giác, hoa trắng. Cái này là tròn đỏ trắng. Cái này là con mâm vàng, hoa đỏ. Em thấy rồi nha.
Ở dưới kia. Đâu gì? Mua cái này tụt thì phẩm phẩm. Ở đâu vậy? Như là chàng trai khéo léo của chúng tôi. Tuy không được đẹp trai cho lắm nhưng mà bàn tay vào trông làm. Nó là độ khéo của anh thì khó ai địch lại. À, mọi người có thể thấy là để chuẩn bị cho một cái bộ mâm quả chát đẹp mà chu đáo cẩn thận là nó không hề đơn giản chút nào, đúng không? Thấy là thành quả của rất là nhiều người cùng cố gắng và làm, từ việc kết chát rồi lên đồ lễ, chọn và chuẩn bị đồ lễ cũng như là cắm hoa, rồi là làm xong rồi lại quá trình vận chuyển nữa. Đấy, rất là nhiều cái công đoạn mà và khâu nào cũng cần cái sự cẩn thận và chu đáo tỉ mỉ để ra được một cái sản phẩm cuối cùng nó hoàn hảo. Đấy. Thì mọi người có thể thấy là không phải tự nhiên mà bên mình là một cái bên mà rất là có tiếng trong cái việc làm mâm quả chát. Vì từ đầu khi mà mình làm trong nghề cưới là mình đã có cái tôn chỉ đầu tiên là cái chất lượng là phải đặt lên trên hết. Rồi mới đến những cái thứ khác. Đấy. Tại vì ngày cưới thì của mỗi người chỉ diễn ra một lần. Thành ra là mình không muốn là làm mà có những cái sản phẩm nó chưa được hoàn thiện, hoặc là để cho khách hàng cảm thấy không được hài lòng là những cái mà rất là phải tránh trong cái nghề này. Năm nay thì bên mình có ra một số cái bộ sưu tập về mâm quả cháp theo các cái tông màu rất là mới lạ. Và các cái gọi là cái thiết kế nó hiện đại và nó trẻ hơn rất là nhiều. Đấy. Thì có thể thấy là cái sản phẩm đầu tiên là cái bộ mâm quả mà chim hạc, là một cái mà đã mình đã làm ra sản phẩm. Và thời gian tới là sẽ vẫn còn rất là nhiều tông màu cũng như là cái thiết kế mới để phục vụ các cái khách hàng mong muốn một cái thiết kế trẻ hơn, cũng như là nó có rất là nhiều tông màu để ăn được với rất là nhiều cái tông hoa hoặc là cái tông màu trang trí tiệc gia tiên khác nhau ấy. Đấy. Thì cũng như là tiệc cưới thôi, được cái tiệc trang trí gia tiên thì nó cũng có nhiều tông màu khác nhau, ví dụ xanh lam, hồng hoặc là xanh lá, hoặc là tím, hoặc là đỏ, cam, vàng, nó rất là nhiều tông màu. Thì chính vì như thế mà mình các cái bộ mâm quả của mình cũng mâm quả chát của mình cũng phải làm ra nhiều cái tông màu khác nhau ấy, với nhiều cái thiết kế khác nhau ấy, để phù hợp với các cái concept của tiệc trang trí gia tiên đấy, để nó đồng bộ và tránh cái chuyện là nhìn nó lệch tông nhau đấy, thì nó sẽ không được hoàn hảo. Đây là cái khay trà rượu. Ở miền Bắc thì không dùng cái khay này, nhưng ở miền Nam thì bao giờ đi theo cái bộ mâm quả cũng có cái khay trà rượu này, để hai ông thông gia là rót rượu cho nhau để uống với nhau lúc ban đầu khi làm lễ. Miền Bắc thì không có cái phong tục đấy. Miền Nam thì lại cả ngày cưới cũng một bộ mâm quả luôn. Ăn hỏi cũng một bộ mâm quả, cưới cũng một bộ mâm quả. Miền Bắc thì chỉ một bộ mâm quả, một bộ cháp ngày ăn hỏi thôi. Còn ngày cưới thì chỉ có một cháp xin dâu. Đấy là những cái khác biệt giữa hai miền. Mọi người thấy bộ nào đẹp hơn? Đỏ vàng hay là đỏ đỏ? Hay là trắng đỏ? Đấy, nếu mà như gu cá nhân của mình ấy thì mình thích là cái hoa đỏ và cái mâm cháp là màu vàng như này hơn. Nhìn nó vừa phải, màu nó nhẹ hơn. Nó đỡ bị nặng nề. Như cái tông đỏ hết. Nhưng thật ra cái tông đỏ nó cũng có cái đẹp của nó nhìn nó cũng sang. Nhưng cảm giác màu nhìn về màu nhìn nó sẽ hơi bị lẫn vào nhau ấy. Bị đỏ hết. Quay nó lại thì gắn ngay càng đẹp. Thì cái lục giác này là có mỗi một cái thôi. Dạ 7 cái, 7 cái lục giác hoa trắng. À, chính là cái hoa kia. Thế rồi ai có kéo không bạn ơi? Cái sản phẩm này là một cái mà thể hiện cái sự cẩn thận cũng như là chi tiết của nhà mình.
trong việc làm mâm quả chám. Đây là chính là cái gọi là cái nắp lợn, cái cháp lợn. Thì bình thường trước là như kiểu các cái cháp mâm quả, mâm cháp lợn ấy, thì nó chỉ có một cái đế này thôi, có một cái đế gỗ dưới này và người ta để cái con lợn quay lên trên đấy. Nhưng mà bên mình thì thấy là cái việc đấy nó vừa không đảm bảo vệ sinh mà nhìn nó cũng không được đẹp ấy, thì bên mình đã làm một cái nắp lợn như này đấy, bằng mica để bọc lại để kín đáo và sạch sẽ. Chị Hiền gọi ghế thôi. Thì là cái nắp lợn này nó vừa có tác dụng là để vệ sinh, không bị ruồi muỗi rồi là bụi bẩn, và cũng là để đẹp luôn, thì có thể kết hoa được trên đấy để nó đồng bộ trong cả một cái bộ trang. Bên ngoài là đang kết cái cháp hoa quả rồng phượng từ trong ra ngoài kín bưng như ở bãi chiến trường. Hy vọng những cái chia sẻ vừa rồi của mình đã giúp cho mọi người có một cái nhìn rõ hơn về cái công việc của bên mình trong cái quá trình chuẩn bị cho một cái bộ mâm quả chát là như thế nào. Thì là có câu hỏi gì cũng như là cái quan tâm thì mọi người có thể comment cũng như là chia sẻ ở phía dưới nhé để mình giải đáp. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chào cả nhà.